Đâu là ai hả? Ở nhà tôi có kiếm ai? Dạ con chào chú. Con tên là Nguyễn Đức Hạnh. Nguyễn Đức Hạnh. Ba của con là Nguyễn Đức Nghĩa, giám đốc phòng khám đông y Nguyễn Đức Nghĩa. À, bạn của chú hả? Con đến đây gặp chú. Có chuyện gì? Để con lấy lại cây viết cho ba con. Hả? Ê. Lấy lại cái viết sao được, cái chỗ tình nghĩa bạn bè. Lâu lâu chú tới chú thăm ba mày, ba mày tặng cho chú cây viết để làm kỷ niệm, tự nhiên mày lấy lại là sao? Chú nói không đúng. Sao không đúng? Cây viết đó ba con rất là quý. Hả? Ba con không bao giờ cho tặng hay bất cứ thứ gì. Gì kỳ vậy? Con là con ruột, ba con có bao giờ tặng con đâu. Hơn nữa cây viết đó ba con quý, tại vì nó là cây viết của hội đông y tặng cho ba con. Chú, cho con xin lại cây viết. Nhưng mà cái chuyện này, cái viết này là của ba mày tặng cho tao. Không bao giờ tao cho mày xin lỗi. Gì mày? Xin lỗi chú, con cảm ơn chú. Chào chú. Nhìn mày á nghe, tại mày trẻ, mày bự con hơn tao á nha. Dễ thương quá. Ủa cái gì vậy ba? Ba mừng quá. Chú ơi, chú ơi, chú. Chú ơi. Kêu vô đi, cho mình nhớ nhớ. Chú à. Hết giờ làm việc rồi, phòng khám mình đóng cửa rồi. Ủa hết giờ hả? Chú về chưa? Sao lẹ gì bớt đi, hết giờ hả? Chưa khám ai mà hết giờ hả? Dạ. Giờ mình về nha chú. Ờ, về. Chào bạn già kìa. Ông chào. Ông tên là chi? Tôi ở dưới đây làm chi? Đại ca nhớ em muốn tới thăm không được hay sao mà hỏi tới đây làm chi à? Chú, cái gì vậy? Bạn bè nó vậy đó, gặp nhau giựt mũi nhau. Chỉ có ở đây có quyền, bạn không có quyền nữa chứ. Vui à, thôi về đi, ở đây làm gì? Dạ chú không về. Về đi. Ông tên là chi? Nè. Cái gì? Tỉnh táo báo cho anh tin mừng. Tên gì? Đại ca mới chuyển nhà về gần khu phố của đệ. Trời ơi. Mừng hả? Xui bớ mẹ. Mừng. Con nghe nè ba. Anh hả con? Ba bị người ta lấy đồ rồi. Tấn lấy nữa phải không? Đúng rồi, Tấn Châu. Châu nào nữa ba? Lấy ba cây viết rồi. Cây viết mà của hội đông y phần thưởng đó, tặng ba đó. Ba không có dám xài, bây giờ lấy mất tiêu rồi. Ba tiếc quá trời quá đất luôn. Trời ơi, sao hết ông Tấn rồi tới ông Châu nào nữa vậy? Ba đi chơi một viên tăng hiếp không vậy ba? Thì ba lấy lại đi. Lấy lại à? Không dám đâu. Ôi trời. Rồi, ba để ông Tấn. Đâu là ai hả? Ở nhà tôi có kiếm ai? Dạ con chào chú. Con tên là Nguyễn Đức Hạnh. Nguyễn Đức Hạnh. Ba của con là Nguyễn Đức Nghĩa, giám đốc phòng khám đông y Nguyễn Đức Nghĩa. À, bạn của chú hả? Con đến đây gặp chú. Có chuyện gì? Để con lấy lại cây viết cho ba con. Hả? Ê. Lấy lại cây viết sao được, cái chỗ tình nghĩa bạn bè. Lâu lâu chú tới chú thăm ba mày tặng cho chú cây viết để làm kỷ niệm, tự nhiên mày lấy lại là sao? Chú nói không đúng. Sao không đúng? Cây viết đó ba con rất là quý. Hả? Ba con không bao giờ cho tặng hay bất cứ thứ gì. Gì kỳ vậy? Con là con ruột, ba con có bao giờ tặng con đâu. Hơn nữa cây viết đó ba con quý, tại vì nó là cây viết của hội đông y tặng cho ba con. Chú, cho con xin lại cây viết. Nhưng mà cái chuyện này, cây viết này là của ba mày tặng cho tao. Không bao giờ tao cho mày xin lỗi. Gì mày? Xin lỗi chú, con cảm ơn chú. Chào chú. Nhìn mày á nghe, tại mày trẻ, mày bự con hơn tao á nha.
Dễ thương quá. Ủa cái gì vậy ba? Ba mừng quá. Đẹp quá. Trời đất ơi, cái ông Châu này ông gọi làm gì trời? Alo. Dạ, có gì anh? Dạ sao ạ? Con tôi đấu vật hả? Đúng vậy. Ông có dám cho thằng con trai ông là đấu vật với thằng con trai tôi không? Dám không? Ủa tại sao phải đấu vật? Tôi nghe đồn là thằng con ông nó có một cái sức mạnh phi thường, vậy mà không dám cho nó đấu vật với con tôi là sao? Trời ơi, có gì tự nhiên đấu vật là sao tôi không hiểu. Sức trai nó như vậy mà nó đi hiếp một ông già như tôi, nó không dám đấu vật với con tôi, đồng sức đồng tài với nhau, kẻ với nhau. Cái đèn phải là hèn hay là cái gì? Cái mà lý do gì mà đấu vật chứ? Đó được rồi, để tôi hỏi ý kiến lời con tôi, anh đã được tôi sẽ trả lời ông sao nha. Thì cũng gì hỏi những cái con nó gì mà ông Châu đó. Ông nội là con ổng đấu vật với con ổng đấu vật với con. Ừ, khổ vậy rồi sao ba? Rồi ba nó đi hỏi ý kiến con mình đấu chi trời. Ủa ba, nhận lời đi ba. Thôi đấu vật mà cái giọng ông tự tin lắm, ba sợ là có ông là đấu vật giỏi ông mới đi thách đấu. Tự tin thì tự tin chứ không lẽ con ông là vận động viên Olympic đúng không? Nếu mà một người không được chuyên nghiệp thì đơn giản với con, ông là biết ba, ông Châu là biết ba, mình phải có xử con của ông Châu một mũi tên bắn trúng ba cái ngạn, ai chịu nữ chắc sẽ nể ba liền, ngày sau không phải còn dám biết ba nữa. Nếu mà con ông là tôi phải đâu phải đâu vật chuyên nghiệp đâu, con ông làm bảo hiểm mà. Nhìn gì mới sợ, con tự tin quá. Hình như có người ra đó. Có người ra? Ủa, phải thằng này không ba? Không biết nữa. Thằng nào mà tên Dũng á? Dũng ơi. Dạ. Vô ba biểu. Thằng lùng đó hả ba? Toàn quá con này đó hả? Trời ơi. Ông Châu này ông đi rồi sao? Ba ơi con lo quá. Lo gì con? Con lo con kẹp chết thằng lùng đó. Thì đâu bác sát. Chết trái chịu. Thì ba gọi điện cho trả liền. Ba gọi đi xong rồi con sẽ xông vô nhà con kẹp cổ nó luôn. Ừ. Thi đấu đàng hoàng. Hey! Trời ơi, đừng có tâm đặng, nó tăng động quá con. Khỏe khỏe không ba? Phải chừa cái sức đó để mình hóp hồn ngay. Hey! Mày làm tao sợ rồi đó. Nè. Ủa? Ở đây này, nghe ba nói đây. À, con coi trong phim con biết rồi đó. À, những người mà coi thường đối thủ là chủ quan, thường chuốc lấy một thất bại thảm. Hey! Con không bao giờ có suy nghĩ đó đâu. À, yên tâm đi. Do đó mình còn có một buổi nha con. Mình ráng mình tập cho nó sung lên nha chưa. Dạ. Nè, ngày hôm qua đó con chạy từ đây lên sân thượng mất hết 15 giây. Bữa nay con ráng giật cho xuống toàn nhanh nhanh chút nha. Hê. Ôi trời, hết rồi. Hết rồi, bị liệu rồi. Vô, con sung quá ba. Hê. 4 6 8 10 12, thôi thua rồi, 12 giây chưa thấy. 4 16, ủa kìa vậy? Thành mất tiêu rồi. Dạ. Dạ. Chạy kiếm ba con coi. Dạ. Trời ơi, chạy về chết. Hay da, bữa cuối tập về chết. Ông nội ơi. Ông nội ơi. Ơi. Ba đang ăn cơm dưới bếp ông nội. Anh ơi là anh.
Đang tập bạn con cái gì? Trời. Trời ơi. Trời ơi, gì là lên cân làm sao mà thi đấu rồi được. Không đảm chạy xuống bếp tự nhiên nghe mùi đồ ăn ngon quá gặp đói làm luôn ba. Thôi, tao tập xong tao ăn. Trời ơi, không ăn sao có sức tập. Hey! Trời. Hay không, là yếu luôn á. Thôi vậy vậy. Ê quên. Ê ba, bỏ quên cái bánh mà con thích á. Ba mua bỏ quên trên sân thượng, chạy lên lấy xuống ăn đi. Thiệt hả ba? Ừ. Bánh con thích phải không? Ừ. 1 3. Đâu có đâu. Trời ơi, xuất sắc. Hay quá, đâu có bỏ bánh dành đâu. 7 giây. Trời ơi con, đốt giai đoạn quá trời, quá hay con ơi. Cứ ba gạt con hả? Vậy là tốc độ mình có rồi, bây giờ mình chỉ tập sức mạnh thôi là cha con ông Châu chết với mình. Rồi hết rồi.